Hello, thông minh cho các bạn. Ok, uh, hôm nay Peter làm cái video này chia sẻ với các bạn một vài cái uh, suy nghĩ và uh, cái quyết định là tại sao Peter lại uh, quyết định là không có nâng cấp từ cái máy Sony A7R Mark II lên cái Sony A7R Mark III. Như các bạn cũng đã biết là uh, cả gần một tháng nay uh, trên thế giới ai cũng uh, mong đợi và rầm rộ uh, 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 mong đợi cái máy A7A Mark 3 này ra và trong đó cũng có Peter và Peter cũng đã uh, pre-order cái máy này trên BNH cũng đã được uh, ba tuần nay và theo như cái uh, cái uh, pre-order nó nói là ngày 30 tháng 11 sẽ có hàng và sẽ gửi cho À, những khách hàng nào mà đặt pre order thì như các bạn đã biết là cũng còn có hai ba ngày nữa là Peter có thể có máy trong tay cách đây ba hôm thì Peter có đi dự um, cái buổi uh, ra mắt cái máy đó à, và Peter cũng có trên tay cầm trên tay và cũng đã chụp thử cái máy uh, A7R Mark 3 để Peter coi coi nó như thế nào thì uh, các bạn mà chơi Facebook mà có là friend với Peter thì cũng đã thấy một vài cái video Peter uh, quay trực tiếp khi mà cầm cái máy đó trên tay thì ngày hôm nay Peter uh, sau khi Peter cầm cái máy đó trên tay rồi và Peter về nhà Peter suy nghĩ và đắn đo cả hai ngày hôm nay và đã quyết định là uh, thôi không mua nữa không nâng cấp cái uh, lên cái uh, cái Mac 3 và Peter tối hôm qua cũng đã lên B&H và cancel cái pre-order rồi. thì uh, hy vọng là cái video này chia sẻ cho các bạn, cái này là là cái chia sẻ của Peter không có uh, nếu mà các bạn nào không đồng ý thì uh, cũng không sao. Uh, uh, cái này là mỗi người chơi mỗi người có một cái suy nghĩ riêng. thì cái này là cái suy nghĩ riêng của Peter. ok thì uh, đây chỉ là một cái chia sẻ thôi. thì các bạn xem thì các bạn cũng uh, đừng có trách Peter nếu mà có những cái suy nghĩ mà không có hợp với các bạn nha. Rồi, thứ nhất là Peter sẽ nói về giá cả của hai cái máy này. Hiện bây giờ cái máy Sony A7R Mark 3 nó bán là 3.199 đô, có nghĩa là gần 3.002 đô. Trong khi cái máy A7R Mark 2 nó đã hạ giá và nó hiện bây giờ đang bán là 2.000 398 cứ cho là 2004 đi. Thì cái mà suy nghĩ của Peter là như vậy, nếu mà Peter nâng cấp lên cái A7R Mark 3 đó thì là dĩ nhiên là Peter phải bán cái cái Mark 2 của Peter đi rồi bù thêm tiền để để nâng cấp. Nhưng mà cũng các bạn cũng đã biết đó, là cái giá Mark 2 bây giờ nó tới, nó rẻ rồi, nó còn có 2004 à. Nếu mà Peter bán cái máy Peter thì Peter phải bán một cái giá rất là thấp thì mới hy vọng bán được đúng không? Trong khi á, Peter không muốn bán cái máy của Peter với cái giá thấp quá là tại vì cái máy của Peter nó còn quá mới, quá Peter không có chụp nhiều. Mà nếu mà mới đầu là Peter tính bán cái máy A7R Mark II của Peter là 2, 2 ngàn, 2 ngàn đô. Thì Peter nghĩ là không cũng ít người mà sẽ bỏ ra 2 ngàn đô để mua cái máy second hand À, trong khi họ có thể thêm 4 400 đô 2 mua cái máy à, à, mới toàn luôn cái đó là cái suy nghĩ của peter cho nên peter trước mắt là peter thấy là cái vấn đề peter bán cái máy à, mark hai của peter đi với cái giá mà peter mong muốn đó là 2 thì hơi hơi khó ok và ví dụ như nếu mà peter có bán 2.000 đi nữa thì peter phải bù thêm 1 để nâng cấp. Thì cái sự mà suy nghĩ của Peter là không biết có đáng bỏ thêm 1 hai để lên cái đời ba hay không. Thì Peter đã quyết định là không, vì cái máy uh, mắc hai của Peter còn quá mới. Mà nếu mà Peter bán đi thì chắc chắn là Peter nghĩ là sẽ không có bán được cái giá 2.000. Cho nên Peter quyết định giữ lại. Cái lý do thứ hai là Peter đã suy nghĩ đắn đo và cũng đã đọc những cái thông tin thì uh, hai cái máy cái mắt 2 với cái mắt 3 nó đều là một cái con sensor giống nhau 42.4 megapixel nó không có cái thay đổi trong cái con sensor tuy nhiên cái máy mới thì nó có thay đổi trong cái bộ uh, processor và trong cái processor thì thật sự uh, là nó có thêm cái nó gọi là new lsi thì nó hỗ trợ như thế nào nó làm cho cái cái máy nhanh hơn thu hình vô nhanh hơn và nó chép vô thể nhanh hơn còn ngoài ra cái sensor vẫn là uh, không có thay đổi thì vì cái suy nghĩ này peter nghĩ là peter cũng không cần thiết phải lên cái mắt ba là tại vì đối với peter là cái con sensor của mắt hai này quá đẹp rồi peter cũng không có cần thiết phải uh, chụp nhanh hoặc là peter thấy cái 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 sự nâng cấp của cái new LSI nó đối với Peter là nó không có quan trọng lắm có thể là quan trọng cho những người uh, chụp uh, sự kiện chụp thể thao hay là chụp uh, công việc làm của 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 những bạn nào mà đang làm việc á, thì có thể là nó quan trọng nhưng mà đối với Peter là người chơi thôi thì nó không quan trọng đó là cái lý do tại sao Peter quyết định ở lại mắt 2 tiếp tục thì trong cái video vừa rồi nếu các bạn có nào có coi cái sự so sánh giữa hai cái máy này thì các bạn cũng đã thấy là Peter có nói về cái vấn đề là cái uh, image stabilization của hai cái máy này thì cái máy mới nó nói là nó có nâng cấp cái vấn đề đó lên tới 5.5 stop trong khi cái máy Mark II 4.5 stop Thật sự thưa các bạn uh, là Peter cũng đã chụp lâu nay rồi và Peter chụp cái máy A7R Mark 2 này Peter cảm thấy là hình của Peter cái nào về nó cũng nét hết Cho nên Peter nghĩ là cái bộ chống rung uh, image Stabilization của cái Mac 2 nó quá đủ cho cái nhu cầu của Peter Đó, cho nên uh, Peter nghĩ là Peter không có nâng cấp Ok, Peter không có cần nâng cấp uh, Cái về vấn đề mà quay video thì cả hai đều là 4K không có gì thay đổi trong cái vấn đề đó hết Uh, cái nói về cái picture shift lát nữa vô cái uh, cái trang kế Peter sẽ nói về cái vấn đề đó. Ok. Các bạn đợi Peter một tí để Peter tắt cái phone đi. Ok. Vô cái trang uh, vô những cái trang sau Peter sẽ chia sẻ với các bạn cái vấn đề picture shift shooting. ISO thì như các bạn cũng đã thấy là hai cái máy nó bằng nhau cái ISO của A7R Mark 3 nó khá hơn tí xíu. Nhưng mà thưa các bạn là lâu nay trong vòng 2 2 3 năm đây Peter chụp á, ít có bao giờ Peter gặp vô cái trường hợp mà Peter phải cần nâng ISO cao. Cái trường hợp Peter nâng ISO cao lên tới 3.000 3002 là cao lắm rồi. Mà đối với Peter cái A7R Mark 2 cái ISO là quá đẹp lên tới 6.000 6004 là Peter vẫn thấy nó quá đẹp rồi. Cho nên cái nhu cầu về Peter uh, ISO của Peter nó không có quan trọng nữa. Dynamic range thì trong cái máy mới nó nói lên 15 stop. Thật sự thưa các bạn thì với những cái hình video chụp ngày hôm nay uh, Cái con sensor uh, A7R Mark II đẹp quá Rồi Peter không biết là cái 15 stop này Cái con mắt của của Peter hoặc là con mắt của tất cả mọi người khác Có nhìn ra hay không thì Peter không biết Nhưng mà đối với Peter là uh, Theo với Peter thì nó không cần thiết lắm okay. ok đây là một cái mà Peter cảm thấy là nếu mà các bạn nào mà mua cái A7 R Mark 3 thì sẽ rất là thích cái cách đây mấy hôm Peter có nhìn vô cái cái EVF thì Peter có cảm nhận được là cái EVF của cái EVF của cái Mark 3 nó rất là đẹp và ở trên bàn ngày hôm đó nó cũng có cái A9 luôn thì Peter cũng có nhìn vô cái EVF của cái A9 thì đúng là cái EVF của cái A9 và cái Mark 3 nó giống nhau trong khi cái Mark 2 của Peter cái EVF nó 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 không đẹp bằng hai cái kia nhưng mà thật sự mà nói lâu nay Peter chụp Peter không có cảm thấy là bị gò bó hay là bị khó chịu vì với cái EVF cả nếu mà so sánh hai cái thì đồng ý là cái mới nó đẹp hơn nhưng mà nếu mà không có cái sự so sánh thì Peter không thấy nó nó có là là một cái 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 sự cần thiết uh, lắm để mà mình phải uh, bỏ ra thêm tiền để mà mình nâng cấp cho nên cái EVF Cái ngày cách đây ba hôm Peter đi coi Và nhìn vô cái máy à, Nhìn vô cái EVF thì Peter nhìn lại cái EVF của cái máy của Peter Thì Peter cảm thấy là quá đẹp rồi Peter không cần phải nâng cấp nữa Ok Thì đây cũng là một trong những cái quan trọng Là à, Cũng hên là Peter cũng đã à, cầm trên tay và và có cũng cái sự nhận nhận xét khách quan hơn để mà quyết định Ok, cái EVF mới thì nó rất là đẹp nhưng mà cái EVF của cái Mark 2 của Peter đẹp quá rồi, Peter cũng không cần thiết. Cái nói về cái LCD screen thì cái LCD screen nó bằng nhau về kích thước. À, cái hộp của cái EV à, của cái Mark 3 thì nó lên tới 1 triệu 400 hộp trong khi cái của Peter 1 triệu 2 thì thêm một trăm mấy chục ngàn cái hộp đó không có quan trọng lắm. Cái máy mới nó có cái touch screen, thật sự mà nói thưa các bạn á, Peter có cái sống cái Sony 6500, nó có touch screen mà Peter ít có bao giờ xài lắm thật sự mình không có quen dùng cái touch screen ở trên cái máy ảnh cho nên đối với Peter cái touch screen nó không cũng không phải là một cái cần thiết đối với Peter. Ok. Cho nên uh, cái vấn đề đó Peter cũng uh, bỏ luôn, không có không có quan tâm. Max Shutter Speed thì cả hai đều là 1 trên 8 ngàn. Cái máy mới, cái máy Mark 3 thì chụp được 10 hình continuous cái máy cũ của Peter là năm hình trên continuous thưa các bạn là Peter không chụp thể thao Peter cũng ít có bao giờ chụp uh, la fan hết cho nên từ hồi mà Peter có cái A7 A Mark 2 Peter chưa bao giờ chụp la fan hết Peter cứ chụp từng tấm một từng tấm một chưa bao giờ chuyển qua 5 frame per second để chụp cho nên đối với Peter thì cái vấn đề mà chụp nhanh không có không có quan trọng có thể là những cái bạn mà chụp uh, sự kiện hay là chụp thể thao này kia thì cần chụp nhanh Peter không có không có cần lên tới 10 hình Ok, cho nên cái vấn đề này cũng là à, không quan trọng đối với Peter Về vấn đề focus, autofocus, thưa các bạn là cái A7 a 7 Mark 2 của Peter Tới ngày hôm nay Peter autofocus rất là nhanh Peter chưa bao giờ bị miss focus cả Chưa bao giờ bị khó khăn về vấn đề lấy nét cả à, Và cái IAF là lấy nét bằng à, IAF thì uh, hôm qua Peter có test lại với lại bà xã với con gái và với cái a 7 a Mark 2 của Peter với cái lens 85 à, uh, 18 mà Peter mới mua thì cái hệ thống IAF của cái máy Mark 2 thật sự mà nói thì nó quá dư uh, và quá đủ cho cái nhu cầu của Peter Peter không có cần nâng cấp lên Tuy nhiên à cái máy mắc 3 thì họ có nói là cái cái vấn đề iF nó còn ngon hơn, nó còn nhạy hơn, nó bắt bén hơn. Thì dĩ nhiên là máy mới là nó sẽ ngon hơn nhưng mà cái máy mắc 2 của Peter là quá dư cho cái nhu cầu của Peter. Cho nên cái vấn đề này lại cũng là một cái vấn đề mà Peter cảm thấy không có quan trọng để Peter nâng cấp. À, về cái vấn đề USB thì dạ, yeah, à, cái máy mới nó có cái USB 3.1, cái này rất là quan trọng. À, cho những người mà chụp trong studio mà cần uh, chụp tether uh, à, chụp thẳng vô computer ok peter thì không có chụp studio cho nên uh, peter không có quan trọng lắm và thứ hai thì cái usb 3.1 nó nhanh hơn ok uh, vậy thôi uh, đối với peter peter ít có bao giờ dùng cái cổng usb của cái máy uh, camera của peter cho nên đối với peter nó cũng là một cái quan trọng uh, Bluetooth thì ở bên máy mới có, bên máy cũ không có. Peter ít cũng chẳng bao giờ dùng cái Bluetooth nữa Cho nên đối với Peter là nó có thêm cái đó Cũng không có ít lợi gì cho Peter Cho nên cái vấn đề là Peter cũng không có Chỉ có cái microphone với lại cái headphone Đó là cái quan trọng Thì như các bạn thấy như trên cái hình này Thì cả hai đều có cái cổng microphone Và cả hai cả hai đều có cái cổng headphone Cho nên với cái Mark 2 của Peter Peter có sẵn cái microphone uh, uh, Cổng microphone và cổng headphone rồi Cho nên uh, như vậy là ok đối với Peter cái usb mà nâng cấp không cần thiết với peter và cái nâng cấp bluetooth cũng không cần thiết với peter peter dùng cái wifi để mà đưa hình xuống cái smartphone thôi còn ngoài ra bluetooth peter, peter cũng không có dùng à, về cái vấn đề này thì dĩ nhiên là cái mắt hai nó nhẹ hơn tí xíu ok nó cũng có cái hai cái loại đó à, cả hai đều là chống chống bụi chống 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 nước nhưng mà nó không có phải là vô nước ok chống bụi chống uh, chống mưa uh, cái cục pin thì dĩ nhiên là trong cái video vừa rồi Peter cũng đã nói rồi là cái nâng cấp của cái Max 3 nó rất là đáng kể về cái vấn đề pin pin nó bự hơn và pin nó chì hơn uh, nhưng mà để Peter chia sẻ với các bạn là Peter đã đầu tư một số pin ở bên cái dòng mà A7 A Max 2 Peter hiện giờ có 6 cục pin cho nên hồi xưa giờ Peter đi chụp với vợ con đi chơi này kia Peter đem pin theo, theo Peter bỏ một hai cục ở trong túi quần hoặc là trong cái ba lô thì Peter chụp vẫn thoải mái à, đồng ý là nó mau hết pin mình có phải thay cục này qua thuộc lại cục, cục kia vô nhưng mà à, nó không có phải là cái mà làm cho Peter khó chịu lắm tuy nhiên nếu mà Peter có cái máy mới với cái cục pin ngon hơn chì hơn mình gắn một cục vô mình chụp nguyên một ngày thì dĩ nhiên là mình vẫn thích hơn À, nhưng mà bây giờ nếu mà Peter nâng cấp Là Peter phải bán cái máy Và tặng luôn 6 cục pin Tặng luôn cái đồ charger Tặng luôn cái battery grip Ok Thì đây là Peter có cái battery grip luôn Hoặc là bán cái battery grip luôn thì như vậy á, thì nó phải đi nguyên một bộ luôn Chứ Peter đâu có dùng cái battery grip này cho cái máy mới được Và Peter cũng không có dùng 6 cái cục pin mà Peter đang có uh, Cho cái máy mới được đó thì vì vì cái lý do đó Peter đã đầu tư vô pin ở bên cái hệ thống cũ và Peter đã đầu tư vô cái cái barrier grip như các bạn thấy đây cái barrier grip nó cũng 340 đô ok thì uh, cái nâng cấp của Peter là Peter phải đẩy hết nguyên cái bộ đi thì uh, để để mà vô cái bộ mới tại vì cái bộ mới nó dùng cái cục pin mới rồi Peter không có dùng cái cục pin cũ được ok thì á uh, như các bạn đã uh, Peter đã dùng á là mỗi lần mà Peter chụp mà Peter muốn pin uh, của Peter uh, uh, bền hơn á thì Peter gắn cái, cái battery grip vô và Peter gắn hai cục pin. Thì gắn hai cục pin như vậy Peter chụp uh, chân dung cho vợ con cả ngày luôn cũng không hết. Là tại vì trong cái battery grip này nó có hai cục pin. Và thứ hai nữa khi mà gắn cái battery grip vô với lại cái lens mà 7200 hoặc là cái lens 85 á mình cầm rất là đầm, rất là đầm tay. Uh, cho nên chụp rất là thoải mái lý do đó là tại sao Peter lại không nâng cấp là tại vì đã có pin, có cái battery grip rồi cho cái cái hệ thống mắc 2 rồi, à, cái hệ thống mắc ba cái nó có nó có cái hai thẻ dĩ nhiên là cái đó là rất là ngon cho những người làm việc là chụp sự kiện chụp wedding này kia thì có hai cái thẻ này á, thì là rất là an tâm mình không có sợ hư nhưng mà thưa các bạn là Peter không có làm À, dịch vụ về vấn đề chụp hình, Peter không có chụp à, đám cưới cũng không có chụp à, cái gì mà quan trọng cả, Peter chỉ chụp cho vợ con thôi. Cho nên đối với Peter là nếu mà có mất hình hoặc là chụp mà cái thẻ nó có hư thì cũng không sao, Peter cũng không có bị gọi là khách phàn nàn hay gì hết. Cho nên đối với Peter là cái nâng cấp lên hai thẻ thích, thích thì rất là thích đó nhưng mà nó không có quan trọng đối với Peter lắm. Ok, Peter vẫn chụp xưa nay giờ 20 năm nay vẫn chụp cái máy có một thẻ mà vẫn chưa có bao giờ có vấn đề gì hết. Chưa bao giờ hư một cái thẻ gì nào hết. Cho nên um, đây cũng là một trong những cái Peter đã suy nghĩ đắn đo và Peter cảm thấy nó cũng không có quan trọng đối với Peter. Uh, về cái Compress Raw, mình có bên cái máy cũ Peter chụp 23 hình. Compress RAW liên tục Trong khi cái máy mới nó có cái buffer bự hơn 76 compress raw thưa các bạn là Peter cũng không chụp nhanh nãy Peter cũng đã nói rồi Peter không có chụp thể thao cũng không có chụp la fan cũng không có chụp mà cần mà phải chụp nhanh cho nên cái vấn đề mà chép vô thẻ nhanh đối với Peter không cần thiết cái bên máy mới nó có một cái nó gọi là joystick cái đó là một trong những cái Peter rất là thích nhưng mà hôm qua Peter ngồi Peter xem lại và Peter có uh, nghịch với lại cái máy cũ của Peter thì Peter cảm thấy là Peter cũng hài lòng với lại cái cái cách mà uh, uh, chuyển uh, chuyển cái điểm lấy nét ở trên cái máy cũ uh, cách đây ba hôm thì Peter có, có, có có nghịch với lại cái joystick ở trên cái máy mới thì cái joystick trên máy mới thật sự mà nói là rất là tốt có thể nói là trong tất cả những cái điểm mà nên nâng cấp á, là cái joystick với lại cái EVF với lại cái cục pin ba cái điểm đó là ba cái điểm mà Peter cảm thấy là nâng cấp quan trọng đối với Peter nhưng mà Peter không nghĩ là bỏ ra thêm 1 200 chỉ để được thêm ba cái điểm đó đối với Peter thì bỏ thêm 1 hai đó thì không có không có quan trọng không có cần thiết đó, đây là cái hình là Peter nãy cũng đã nói rồi Peter đã thì bây giờ đã có cái battery grip đã có 6 cục pin Ok mà nếu mà Peter bán cái máy đi Peter cũng phải bán luôn nguyên cái cái bộ này hoặc là tặng luôn kèm theo cái máy thì như vậy thì quá uổng đối với Peter mà phải bù thêm tiền để nâng cấp bên kia nâng cấp bên kia là Peter phải mua loại pin mới hiện bây giờ là pin mà third party pin low mà của Wasabi nó chưa có cho cái máy mới cho nên nếu mà muốn mua thêm một cục pin đó là mình phải mua cái cục pin của Sony mà mua cái cục pin Sony mà cho cái máy dòng mà dòng mới á thì nó là tới 79 đô một cục lận trong khi cái Wasabi á như các bạn cũng đã biết ở chơi trong cái dòng A7 á, mình mua hai cục Wasabi nó có 25 đô à hai cục luôn cho nên Peter có tới 6 cục ok rồi để Peter nói về cái hệ thống mà pixel shift này thì thưa các bạn là cái pixel shift này nó rất là tốt cho những bạn nào à, chụp phong cảnh mà cần nhiều chi tiết mà in ấn lớn hoặc là các bạn nào mà chụp still life và chụp chụp uh, studio tĩnh vật ở trong studio đại khái vậy thì mình có thể dùng cái pixel shift này nhưng mà đối với Peter thì Peter chỉ chụp chơi vợ con này kia thôi, cho nên cái function pixel shift này đối với Peter nếu mà nó có thật sự mà nói chắc là Peter cũng không dùng, cho nên cái này nó rất là hay nhưng mà nó không có đáp ứng cho Peter nó không có đáp ứng cho cái nhu cầu cần thiết của Peter, cho nên à, Peter suy đi tính lại, có thể nếu mà Peter nâng cấp có thể Peter dùng cái này một hai lần ở trong cuộc đời chụp hình của nó thôi, cho nên Peter lại cảm thấy là cái này nó quá ổn nếu mà Peter nâng cấp mà nó có cái này mà Peter không dùng thì nó quá ổn cho nên uh, Peter lại coi cái, cái 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 nâng cấp này và cái picture shift này trong cái máy uh, Mac 3 nó nó không có giúp lợi gì cho Peter cả có thể là giúp lợi cho những bạn mà cần nó nhưng mà đối với Peter hiện nay ngay ngày hôm nay nó không làm cái gì cho Peter cả cho nên Peter lại không có thấy cái này nó là một cái quan trọng Uh, đây là cái hình mà nó có hai cái thẻ và nó có nó có cái cái như các bạn cũng đã thấy là nó có cái joystick ngay đây, Đó cái joystick này rất là hay, Peter rất là thích cái joystick này, hai cái thẻ này Peter đã nói rồi là Peter không có cần, hồi xưa nay giờ Peter chụp một thẻ vẫn ok, chưa bao giờ bị mất hình cả và uh, Peter không có làm dịch vụ, uh, Peter cũng không có chụp mà ăn tiền lấy tiền của ai cả, cho nên Peter không có sợ là hư hại mất hình. Ok, chụp vợ con nếu mà không mất hình thì đi chụp lại thôi. <laughs> Cho nên nó không có quan trọng đối với Peter. Ok. À, cái đằng sau của hai máy đều có cái màn lật giống nhau. Cái máy của Peter cũng à ba hai cũng lật cái màn hình như vậy. Cái mắt 3 cũng lật màn hình như vậy. Cho nên à, cái nó không có nâng cấp gì à, trong cái vấn đề lật màn hình hết. Cho nên đối với Peter là à, à, không có không có khác lạ mới lạ gì trong cái vấn đề màn hình này. Đây là cái hình mà nó có những cái lens Thì như các bạn cũng đã biết là Mình chơi nhiếp ảnh Cái hình đẹp Là nó nó là đến từ cái những cái ống kính Cho nên với cái số tiền mà Peter tiết kiệm được Peter không nâng cấp Thì Peter dùng cái tiền đó để Peter đầu tư vô ống kính Và đây cũng là một trong những cái chia sẻ Peter muốn chia sẻ với các bạn mà mới vô mới chơi Nhiều khi mình mình thấy cái máy mới mình rất là thích mình rất là là mong muốn có nó mình thích tất cả những cái công nghệ của nó và mình sẵn sàng bỏ tiền ra để mình mua nó nhưng mà thật sự mà nói như các bạn cũng đã biết là Peter rất là yêu công nghệ và những cái chia sẻ của Peter với các bạn là là nó, nó dựa trên những cái công nghệ Peter là người công nghệ nhưng mà nhiều khi mình phải thực tế mình phải ngồi mình nhìn lại là những cái công nghệ mới đó nó có thật sự giúp cho chúng ta ngày hôm nay hay không nó có đem lại cái sự à, à, sung sướng hoặc là vui khi mà mình đi chụp hình hay không nó có nó có giúp cho mình có cái hình đẹp hay không cái cuối cùng là cái hình đẹp ok còn còn cái đoạn mà mình đến từ 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 cái cái đoạn mà mình cầm cái máy cho tới cái hình đẹp đó thì nó đối với peter nó cũng không quan trọng lắm ok nếu mà mình à, có tiền thì dĩ nhiên là mình mua cái máy mà mới nhất có thể thì ok nhưng mà nếu mà uh, mình hạn chế tiền hoặc là mình 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 muốn tiết kiệm tiền thì mình cũng không nhất thiết phải lúc nào cũng phải mua một cái máy mới. Tuy uh, mình để dành cái tiền đó để mà mình đầu tư vào ống kính. Thì Peter muốn chia sẻ với các bạn là với cái tiền mà mình tiết kiệm được, mình có thể mua cái máy đời vừa vừa thôi. Bỏ cái số tiền mình còn dư đó vô những cái ống kính giống như là G Master, những cái ống kính đẹp thì vì cái ống kính đẹp nó mới cho chúng ta cái hình đẹp, ok? thì đây là cái hình minh chứng là Peter cũng muốn cho các bạn thấy à, là Peter hiện bây giờ đầu tư vào ống kính nhiều hơn là đầu tư vào máy, ok? thì hôm qua Peter có post trên Facebook Peter có nói là Peter không mua cái A7R Mark 3 không có nâng cấp mà giữ lại cái A7R Mark 2 chơi và Peter cũng đã mua một cái cái đồ món mới à, và thưa các bạn là cái món này là cái món mà peter đã mong đợi cũng cả cũng đã muốn mua cả một năm rưỡi nay rồi tuy nhiên tới ngày hôm nay peter mới mua và peter có cái lý do mua cái nó và peter sẽ làm một cái video và một chiếc một cái chia sẻ riêng đặc biệt cho nó và cái máy đó là cái máy này peter à, mới mua cái máy này cách đây hai hôm là cái máy RX1R Mark II thì cái máy này Peter sẽ làm một cái video riêng đặc biệt cho nó và chia sẻ những cái thông số của nó và chia sẻ những cái hình ảnh mà Peter chụp của nó và nói sơ sơ cho các bạn biết là cái cái máy này nó có cái con sensor 42.4 giống y hệt như là cái A7R Mark II Ok và Peter chọn nó là có cái lý do đặc biệt của nó OK, rồi tới đây chấm dứt. Uh, Peter rảnh, Peter sẽ làm thêm nhiều cái video và cái chia sẻ và Peter mới làm cho các bạn. Hy vọng là các bạn nào mà đã mua và sắp mua cái A7R Mark 3 cũng đừng có bị những cái uh, cái lời nói của Peter ảnh hưởng hoặc là những cái chia sẻ của Peter ảnh hưởng. Tại vì cái chia sẻ của Peter là nó là cái nhu cầu đáp ứng cái nhu cầu của Peter thôi. OK. Còn nhiều khi cái máy máy ảnh mà các bạn mua nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu của các bạn, các bạn làm về dịch vụ, các bạn về làm về uh, uh, wedding, các bạn chụp trong studio vân vân và vân vân, các bạn chụp thể thao, sự kiện đại khái như vậy. Thì nhiều khi cái máy mới nó đáp ứng cái nhu cầu của các bạn. OK. Thì cái chia sẻ của Peter là một cái góc uh, chia sẻ riêng của Peter thôi vì các bạn nghe các bạn cũng đừng có chấp cái Peter là ở uh, cái hôm ông này ông muốn dạy cái hôm cái ông muốn cái kia tất cả mọi thứ là nó là một cái cuộc chơi và cái sự uh, quyết định của Peter là uh, nó có đáp ứng được cái Peter muốn ngày hôm nay hay không nếu nó đáp ứng và nó giúp cho cái Peter thì Peter sẽ bỏ tiền ra mua còn nếu không thì Peter sẽ ngưng ở ngay cái điểm đó và mua những cái món mà nó làm được cái việc Peter muốn ví dụ như là cái RX1 Mark 2 đây uh, sắp tới peter sẽ review cho các bạn ok rồi thân mến cho các bạn chúc các bạn ngày vui